Kính chào quý khách, trong video này tôi xin giới thiệu đến quý vị một trong những căn hộ rộng nhất dự án Tham City với tổng diện tích 160m², thiết kế căn góc đập thông hai căn hộ liền nhau gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 ban công và 1 lô gia. Căn hộ đập thông căn góc 3 phòng ngủ và căn hộ 1 phòng ngủ, gia chủ bố trí riêng để phân khu công năng thành 2 phần. Một phần sử dụng riêng một căn hộ làm khu bếp nấu nướng và ăn uống rất rộng, đầy đủ công năng sử dụng nhiều không gian cho gia đình đông người. Một phòng còn được bố trí làm phòng thờ riêng biệt. Bức tường ngăn cách hai căn hộ được loại bỏ nên không gian phòng khách kéo dài rộng thoáng hơn. Rất nhiều diện tích để kê đồ đạc theo sở thích và tiếp nhiều khách đến chơi nhà. Một trong hai căn hộ đập thông là căn góc 3 phòng ngủ 109m², thiết kế tối ưu các phòng đều sáng, thoáng với cửa kính lớn cùng tầm nhìn rất đẹp nên gia chủ vẫn giữ nguyên thiết kế. Các phòng ngủ bố trí thành một phân khu riêng, với một phòng làm phòng giải trí nghe nhạc, ca hát. Hai phòng ngủ còn lại có một phòng ngủ master với phòng vệ sinh khép kín và một phòng có ban công riêng biệt. Căn hộ 4 phòng ngủ nhưng gia chủ ít người ở nên chỉ sử dụng hai phòng làm phòng ngủ còn lại là một phòng thờ và một phòng giải trí. Diện tích lớn, tối ưu công năng phân khu sử dụng căn hộ là một lựa chọn tốt cho gia đình đông thành viên hay có tài chính tốt muốn một không gian sử dụng rộng rãi thoải mái. Quý khách có nhu cầu tư vấn, quan tâm mua, thuê căn hộ Tham City hãy gọi ngay tới hotline 0979229966. Để nhận thông tin và tư vấn miễn phí.